cảm ơn. Bà ơi, bà xuống trồng rau cho mẹ mình đi nào. Bà trồng rau. Cô Thanh cũng đỡ ít nhỉ, dụng hết, dụng hết rồi, nhãn lại mất mùa rồi. À, cây nhãn này nhà mình sai này, cây đây, cây nhãn này nhà mình sai. 3 để 8 con ơi, chỗ này để 8 nhé, chỗ này để đi 3 để 8 nhé. Mẹ có giận hả con? Ủa, ăn gì đấy? Ghê quá. Thôi bỏ cái này đi. Ghê quá. Ghê quá, ghê quá. Ôi, vào để tắm con ơi. Bạn nãy mình bắt được mấy con giận các bạn? Giận là vì can tội nhà ông có giận. Nhà ông có giận là chó. Ôi đây này, này. Phải không? Không phải. Chơi tí để ra để ta. Xuống này tắm, nhanh. Bò. Xuống này tắm nhanh con, đi. Đi, đi xuống để tắm, nhanh. Đi xuống, nhanh. Wow. Nhanh, đi vào để tắm con. Bố nhìn thấy con thằn lằn, bố sợ quá kìa. Bố sợ bố. Bò ngoan thế. Nào chào 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 mọi người, chào ông cái nào. Bố chào mọi người, chào ông cái, chào. Chào. Nhanh, chào ông nội. Chào ông nội nào, chào mọi người nào. Nào chào, chào đi chào. Wow, bò giỏi thế, chào cái nữa. Bò chào cái nữa. Wow, bò giỏi thế. Mẹ yêu bò quá, bò giỏi quá. Nào vào để tắm nhá. Để bố vào để tắm nhá. Ngoan lắm. Bò nha, tắm mát nha. Kim con đây này, đây này đầy giận, nhà ông đầy giận ở sân đây này con này. Nào, tắm nha. Để mẹ xem có con giận nào không.
nãy mình bắt được hai con giận là người bo các bạn ạ. Giận này ở sân nhà ông mình nuôi chó có giận đấy. Thế là nó bò vào bo ấy. Mình vừa bắt được kinh quá sợ quá các bạn. Thôi, được rồi, mẹ tắm cho bo nhá. Mát nha, bo nha. Mát thế. À, uống nước, khát nước. Khát nước. Uống nước kéo với em con, để tắm nào. Chạy đi đâu. Đứng lên để gãi cái chân này con. Nào mẹ dội ba nhé. Ở đây vừa đây đã có con giận đây rồi đây này, giận đây, nhìn thấy chưa? Đây, đừng có bỏ để nhà nhà ông nữa con nhá, nhà nhà ông có giận đấy, nên sân nhà ông có giận đấy, nhà ông đợt nọ nuôi chó, nuôi mấy con chó, nào đây nữa này, này ở dái một con nữa này. Ghê quá. Nào thôi đi vào đây tắm đi con. Nhờ vào đây tắm. Wow. Wow, bo giỏi đấy. Tắm đi con. Nào bo giỏi lắm này.